Tết nhất tới nơi rồi, ngoài dọn dẹp chuẩn bị nhà cửa đón Tết ra, tôi còn phải lo dọn cái đống phân xanh từ anh chồng mang đến nữa. Tôi và chồng kết hôn cũng được 5 năm, là do hai đứa vì yêu mà đến chứ có ai ép uổng gì đâu. Cũng có hai mặt con rồi chứ trẻ trung gì nữa. Hai đứa cưới nhau về thì bù đầu lo lớp nào sắm nhà sắm cửa. Rồi lo chữa đẻ, mà lắm lúc á, chúng tôi quên bản đi những ngày đầu lãng mạn cùng nhau. Rồi hôm đó là 30 Tết, tôi lo cúng quải cả xong. Thấy chồng bận chạy deadline trong phòng làm việc suốt, nên cúng xong thì tôi lên phòng gọi anh xuống ăn cơm cùng cả nhà. Định vương tay mở lấy cửa thì tôi nghe giọng chồng giống dạc, đầy sự hứng khởi qua điện thoại rằng tôi đặt một phòng giường đơn hai người, có view lãng mạn nhất hướng ra biển, có bồn tắm lộ thiên cho tôi nha. Sáng mùng năm tôi sẽ nhận phòng. Mình cười trong hạnh phúc, bất giác bao nhiêu mệt mỏi áp lực từ công việc, cho đến việc quán xuyến nhà cửa con cái, chỉ vì một câu nói khi nãy mà phục mất hết. Mình không nghĩ là chồng lãng mạn đến vậy. Lén bút phòng để vợ chồng đi du lịch thăm nóng tình cảm mấy năm qua bị vùi lấp. Tâm trạng tràn ngập mùa xuân. Mình hí ha hí hửng chuẩn bị một vali đồ. Nào là váy ngủ sexy, nào là đồ bơi hai mảnh. Rồi vài em nước hoa mùi hết sức ngọt ngào để dành cho ngày trọng đại của hai đứa. Con gái mình cũng xét ấp lịch gửi sang nhà bà nội cả rồi. Chỉ chờ chồng ấy... Chỉ chờ chồng ới lên một tiếng đi, em ơi là mình vác vali đi đến tận chân trời gốc biển cùng chồng nhưng chờ mãi đến mùng ba tết mình vẫn không nghe chồng nói gì hết ngược lại theo sự quan sát mấy ngày qua thấy anh cứ khư khư cái điện thoại trong người cả ngày vào toilet mấy chục bận mà ra là mặt mày tươi rói chả biết trong đó có gì mà làm anh vui vẻ đến vậy rồi ngày hoàng đạo cũng đến, sáng mùng 4 đang ngủ, anh bảo là phải đi cùng sếp ra vũng tàu để gặp đối tác bàn việc làm ăn gấp. Do công việc anh vẫn thường đi như thế, nên chuyến đi lần này cũng không có gì là lạ. Nó hợp thức hóa bà vợ sẽ không thể nào từ chối được. Thật sự lúc này, mọi chuyện đã vỡ lẽ. Mình chắc 100% chuyến đi này không dành cho mình rồi. Kế hoạch một coi như bỏ, nhưng mình xét ngay kế hoạch hai thôi. Sáng mùng 5 mình tiễn anh ra khỏi nhà. Sáng mùng 5, Sáng mùng năm mình tiễn anh ra khỏi nhà với cái ôm ấp của người vợ hết mực yêu thương chồng. Anh có mặt tại khách sạn đúng giờ với con bé trà xanh độ 23 tuổi. Anh có mặt tại khách sạn đúng giờ với con bé trà xanh độ 23 tuổi. Đâu này cũng ngon đó. Nhưng có ăn được hay không thì phải qua quyền quyết định của vợ. Mình hiên ngang đứng trước cửa phòng anh đã đặt. Thang máy vừa mở ra, ánh mắt ba người chạm nhau. Anh và nó bỗng nhiên ú ớ không nói nên lời. Để xua tan cái không khí căng thẳng, mình lên tiếng thấy chồng đi công tác một mình buồn nên là em tạo bất ngờ cho anh nè mình về phòng thôi anh giường đơn cho hai người có view lãng mạn nhất hướng ra biển có bồn tắm lộ thiên đúng không anh anh chồng sượng trân cố gượng gạo đáp Ừ, đúng rồi vợ em làm anh bất ngờ thật đó con trà xanh nhếch nhác cây cú lắm, nhưng làm gì đụng được đến chính thức. Nó lẳng lặng trời thang máy trong sự lo lắng sợ hãi của chồng mình. Đêm đó mình và chồng đi ăn một bữa lãng mạn, với rượu tây, nến và hoa mạnh đã đặt trước. Phải nói là chồng mình tinh tế như thế, mình không tận hưởng thì uổng quá đúng không? Tối đến khi đã ngà ngà say, chồng bảo, anh xin lỗi vợ, anh sai rồi. Anh hứa với em là từ nay, không để em phải bận tâm suy nghĩ chiêu trò đối phó như này nữa và mang ơn em vì cho anh một con đường rút lui trước khi đi vào cạm bẫy của con đường sai trái. Mình nâng ly nhấp tí rượu vang rồi nói, nếu mình đã là đặc biệt thì quan tâm đéo gì mấy con lô. Rồi mình cười và khẳng định nói tiếp, có thể em không phải là một người vợ giỏi, nhưng em thề với anh em sẽ giỏi trong cách đánh ghen, văn minh, lịch sự, gọn nhẹ và khó quên. Bước vào hôn nhân là bước vào những trận chiến của đời mình, và khi bạn bước ra khỏi cuộc chiến với vết thương rất lớn, nhưng có người hùng nào bước ra khỏi cuộc chiến mà không lắm lem đâu. Vậy nên hãy mạnh mẽ để vượt qua như mình nha các mẹ ơi. Rõ ràng rõ ràng luôn tôi là người phản bội đối phương, bản thân cũng thấy có lỗi, nhưng mà nhận được câu trả lời của cô ấy cái tôi phải giật mình luôn. Lỗi lầm cô không có cánh mà bay, ngược lại cảm thấy bản thân mới là người bị chơi một vố nha mọi người. Chuyện là tôi với người yêu đã bên nhau tầm 2 năm gì đó Thì ra tôi và cô ấy đã có suy nghĩ là tương lai của hai đứa sẽ như thế nào rồi Bọn tôi muốn tiến tới hôn nhân cùng nhau Nhưng mà chuyện không thể ngờ được rằng cô gái mà tôi mới chỉ ngủ một lần lại có thai Cái này cũng không thể nào trách tôi được Dạo này tôi thấy người yêu mệt mỏi không có cho tôi đụng chạm gì hết Nghĩ là em hết yêu tôi rồi đâm ra yếu lòng lao vào em khác Cả hai bọn tôi cũng nói từ đầu là chỉ ngủ với nhau chứ không có nảy sinh tình cảm gì hết Ai mà ngờ một phát ăn ngay vậy trời Là người có trách nhiệm tôi đành phủ phàng và phản bội lại bạn gái 2 năm của mình Dù gì á thì người ta cũng có con của tôi Cũng không thể nào bảo đối phương bỏ con được đúng không Tôi cần có trách nhiệm với đứa bé trong bụng kia Thế là tôi mới nghiêm túc nói chuyện chia tay với em. Nhìn em đau lòng không nói được câu nào, khiến tôi lại càng ân hận nhiều hơn. Tôi tự đánh chính mình và nói chứ. Anh không cầu mong em tha lỗi, chỉ mong em đừng quá đau buồn. Anh không xứng đáng có được em, mong em tìm được hạnh phúc mới. Em nhìn tôi một lúc rồi hỏi tôi là có phải có người khác rồi hay không. Tôi chỉ biết im lặng thôi. Em chắc cũng hiểu được. Em đau lòng nhìn tôi hỏi chứ. Cô gái kia có gì tốt mà lại chia tay với cô gái anh yêu 2 năm vậy? Cô gái kia có gì hả? Cô ấy trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi hay giàu hơn tôi? Anh nói đi, cô ấy có cái gì mà tôi không có hả? Đấy, vừa nói em vừa lây người tôi liên tục, khiến tôi đau hết cả đầu. Tôi không chịu được nữa mà đã lớn. Cô ấy có em bé rồi, em có không? Em nghe xong á, thì bàn tay nắm áo tôi dần buông lỏng xuống. Tôi nhìn em bằng ánh mắt hối lỗi. Tôi run rẩy xin lỗi em. Tôi giải thích việc để cô gái kia có thai chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi cũng nói bản thân cần phải có trách nhiệm với đối phương rồi. Tưởng em sẽ khóc lóc rồi giày vò. Nhưng không mọi người. Em nhìn tôi cười khẩy bảo chứ. À tưởng gì tôi cũng có. Trời Lời em nói khiến tôi mở hẳn con mắt to đùng không thể nào tin được. Tôi nghĩ chết thiệt, làm cho hai em có thai thì chịu trách nhiệm như thế nào bây giờ đây? Nhưng câu trả lời tiếp theo khiến tôi đứng hình hơn. Em bảo chứ. Nhưng không phải của anh, Nghe em nói một cái làm tôi tỉnh liền Tôi trố mặt lại hỏi em Thì em nhún vai nói Thì là vậy đó Anh khiến cô gái khác của em bé Thì thằng khác cũng khiến tôi của em bé thôi Gì đâu căng Với lại anh bảo chán mối quan hệ này rồi còn gì Nói thiệt Tôi cũng ngấy mối quan hệ này lắm rồi Tôi chịu đựng vì nể mối quan hệ lâu năm thôi Nãy tôi cũng có hối lỗi lắm á chứ Còn không biết chấm dứt như nào Ai ngờ hai đứa cũng như nhau <laughs> Những lời muốn xin lỗi Hối hận Cứ thế bị nuốt vào bên trong mọi người Thay vào đó là cục tức Tôi mới tức giận nói Thế là cô cấm sừng trong lúc yêu tôi hả? Thằng đấy có gì hơn tôi hả? Em đột nhiên cười lớn khiến tôi ngớ người Em thẳng nhiên đáp gì nè <laughs> Trời ơi, hơn anh là khiến tôi có em bé đó Hỏi thế cũng hỏi Vậy thì không cần nói gì nữa nha Ta chia tay trong yên bình đi ha Tôi cũng không lưu luyến gì nữa đâu Anh và tôi cũng không cần thấy có gì có lỗi với nhau hết trơn á Hòa, vậy nha rồi nói xong, em quay lưng bỏ đi Cảm giác bị cấm sừng nó khó chịu thiệt á Mà tôi cũng có phải là cấm sừng em đâu Tôi chỉ là tai nạn Còn em chính xác, chính xác là cấm sừng tôi còn gì nữa Muốn hỏi rõ em mọi chuyện Nhưng em đã cắt đứt hết mọi thứ Khiến tôi khó chịu không ngừng Cái này có phải là nghiệp quật không vậy mọi người Chuyện này á tôi có tính là sai không Khi mà chính em cũng phản bội tôi mà Xin chào mọi người, em bế tắc quá mới lên đây xin lời khuyên từ mọi người. Em tên Thảo, đang học 12. Em sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ ly hôn từ khi em 7 tuổi vì ba em ngoại tình. Sau đó 3 năm thì mẹ em cũng có gia đình mới và có con riêng với ba dượng. Cả tuổi thơ thiếu thốn tình thương từ ba, khiến em càng khao khát có được người che chở. Vì vậy mà em đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ở lớp em có một nhóm bạn thân, trong đó em thầm thích Huy, huy vừa có điều kiện lại vừa có ngoại hình ăn nói dễ thương nên được lòng khá nhiều bạn nữ em cũng không dám tơ tưởng gì nhiều tình cảm cũng chôn giấu trong lòng thôi cho tới gần đây huy có nhiều hành động quan tâm em nhắn tin riêng cho tụi em cũng dần nhiều lên ở trên lớp thì hay trêu em mấy ngày xe em bị hư huy còn chủ động chở em về sáng đi học thì qua đón em còn mua cho em đồ ăn sáng thú thật với mọi người là em hoàn toàn rung động Mặc dù không có một lời tỏ tình nào Nhưng em lại ngầm khẳng định là Huy cũng thích em Cho đến 2 tháng trước Tụi em có tổ chức hoặc ti ở nhà của một đứa trong nhóm Vì ba mẹ nó đi du lịch cả Nên tụi em quẩy khá thoải mái Xong ngủ lại nhà nó luôn Gần 11 giờ khuya đứa nào cũng say bếp nhẹ ra Mỗi em với hai đứa nữa là còn hơi tỉnh táo Dọn xong đóng chén đũa vào nhà bếp Thì tụi em chia phòng ra ngủ Trên người toàn mùi bia Nên em muốn đi tắm trước khi ngủ đang lật đật cởi quần áo thì cánh cửa phòng tắm bị bật ra, lúc em đang giật mình vì không nghĩ giờ này còn ai thức, em với tay định kéo cửa lại thì phát hiện người đẩy cửa vào là Huy. Nhìn thấy em, Huy cũng hơi giật mình và giải thích là Huy cũng muốn đi tắm, nhưng sự việc phát sinh sau đó thì không đơn giản. Huy nói với em là muốn thử cảm giác được làm người lớn và hỏi em có thể giúp Huy không. Trong men say chẳng hiểu thế nào mà em đã đồng ý, phần vì có tình cảm, phần vì không cưỡng lại được dục vọng lúc đó nên tụi em đã phát sinh chuyện đó. Nhưng sau khi xong, Huy lại nói với em là chuyện này chỉ là do hai đứa giúp nhau giải quyết nhu cầu thôi. Chứ em đừng nghĩ nhiều, sẽ không ai phải chịu trách nhiệm cho việc này cả. Và bảo em không nên nói với ai, nhất là không được để Linh là crush của Huy biết chuyện này. Nếu không, Huy sẽ không để em yên. Từ hôm đó ở trên lớp, Huy không còn nói chuyện với em nữa. Hoặc có nói chuyện cũng sẽ rất thái độ, kiểu khó chịu khi thấy mặt em, đi chơi chung cũng bơ em em có thử inbox nhắn tin như mọi khi thì huy cũng chết lại là bận rồi mất hút em vừa hụt hẫn vừa đau khổ vì bị đối xử như vậy cũng định sẽ vứt bỏ tình cảm dành cho huy thì dạo gần đây em thấy trong người có mấy triệu chứng lạ em không có kinh nghiệm gì trong việc này nên hoảng lắm đêm đó em gọi cho huy để tìm cách giải quyết nhưng huy lại mắng em đến cả biện pháp bảo vệ bản thân sau việc đó tao cũng không biết hả không lẽ việc đó huy cũng phải dạy thảo nữa tự tìm cách giải quyết đi đừng có gây rắc rối cho người khác nữa Bắt đầu từ hôm đó, Huy chặn em trên tất cả các mạng xã hội. Trên trường thì luôn tránh mặt em và còn xin chuyển lớp. Quá đáng hơn là công khai theo đuổi bạn nữ khác để dằn mặt em. Em vì lo lắng cũng mua que thử thai về, thử kết quả là hai vạch. Em hoảng loạn quá. Cha dưỡng vốn không ưa đứa con riêng như em. Nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ lấy cớ ép mẹ đuổi em ra khỏi nhà. Còn việc học hành của em cũng sẽ bị ảnh hưởng không thể nói chuyện được với huy trên trường nên em đánh liều đến tận nhà để chờ huy huy biết em có thai thì lại quay ra đe dọa em là ba mẹ huy rất xem trọng việc môn đang hộ đối nếu biết chuyện sẽ không để em yên đến lúc đó chẳng những gia đình em biết chuyện mà em còn bị thiên hạ dị nghị là chữa hoang tương lai coi như chấm hết huy đưa cho em 3 triệu và bắt em phải giải quyết cái thai em rất sợ vì em biết sẽ có rất nhiều hậu quả và có khi là nguy hiểm cho cả tính mạng của em nữa Em biết mọi người sẽ bảo em ngu thì tự chịu Nhưng giờ em thật sự tuyệt vọng Mọi người có thể cho em lời khuyên không Em không nghĩ được gì Giờ cái thai gần 3 tháng em phải làm sao đây Trời ơi, mọi người ơi Em người yêu của em lạ lắm mọi người Em ấy cứ làm sao sao á Cứ có sở thích lạ khiến mình áp lực áp bức quá trời luôn á Em phải lên đây để mà đấu tranh thôi cứu phận trai bèo dạt mây trôi của mình với mọi người ơi chuyện là mình có em người yêu nhỏ hơn mình một tuổi tên là dương bé người yêu mình cá tính lắm lúc nào cũng anh cứ để đấy cho em làm cho cái này em làm được nào đâu nào, bê bình nước nè nha, anh ngồi đó, em làm giúp cho. Ôi, từ ngày về với em là mình cứ như là một đứa con trai yếu đuối, không biết làm gì vậy đó, khổ ghê cho mọi người. Mà cái nết hai đứa cũng ngược lắm nha, bình thường toàn là mình nấu cơ mời em qua ăn, nhưng mà em ăn trực không chịu được, cứ sang phòng em là sẽ mang theo hoa quả hay là rau củ gì đó để mà ăn uống, không thì sẽ là anh có muốn em giúp gì không, chạy vặt em làm được mà thế là mình nấu em đứng phụ như con loang quăng á chẳng giúp được gì đâu mà cũng có tâm cũng yêu yêu ra rồi đó nhưng mà bé dương cũng có một thói quen rất là xấu là sờ đào của mình gặp là vuốt ve mà vuốt ve là đến cả chục phút đồng hồ luôn mỗi người rồi ví dụ nha mình đang đứng nấu cơm đi bé dương mà quan cái thì việc đầu tiên sẽ là vỗ đào của mình một cái bớt. hai anh yêu của dương nay nấu món gì ạ dạ? mày mày nha mày hơn cả mấy em gái khác luôn chứ tập gym vào khéo phải lên trăm mấy Đấy, rồi em cười phá lên Eo ơi, mình cũng từng tự hào vòng ba này lắm Nhưng mà em tự nhiên quá khiến mình ngại ngang á Cứ cảm giác trái đào quá cỡ thế nào trời Rồi bờ đào của mình cũng trở thành tiêu chuẩn của em ấy Lúc nào cũng không hay Chỉ biết là lúc nào cũng lấy nó ra để mà so sánh Dư là người đề nghị mình nó cùng đi tập gym rồi đến nơi nha, PT mới hỏi lại ấy muốn tập tăng cơ phần nào, em mới quay ra phía sau rồi bắt em đứng lên làm mẫu chứ. Anh thấy vòng ba bóc lửa này không? Em muốn như này, vỗ sướng tay luôn. Trời đất ơi, anh PT nhìn tụi mình cười khờ Rồi ra hiệu ok mua anh Gì chứ vòng 3 anh ấy độ được hết Rồi ngay cả lúc em ấy giới thiệu mình với các bạn Em ấy cũng rất là tự hào bảo là Hai đứa mình chính là trời sinh một cặp Hỏi tại sao thì bé Dương thản nhiên Đào to lép, nhưng đào người yêu to to trụ đã cái tay ghê gớm, tao ưng lắm Trời ơi, em nói với cái giọng đầy tự hào rồi được thêm các bạn cũng nhìn bảo đâu á thì em bắt mình đứng dậy quay ra phía sau. Ôi là trời, cái cảm giác để mọi người soi mối bờ đào mà mình không sao hết đỏ mặt luôn, ngại kinh khủng, ngại vô cùng luôn á trời. Em ơi, anh biết vòng ba của anh đẹp trai nhưng có cần khoe mẽ vậy không vậy trời? Thôi thì dần dần cũng quen thôi, hỏi nói làm gì Nhưng mà hôm đấy hai đứa ngồi trên xe, bé Dương chở mình phóng vụ vụ Mình có chắc là đi chậm nha, nhưng mà đường đông người, nhưng mà máy hất tóc chứ Em là dân tổ phóng đổ tim anh còn được, nữa là đường Hà Nội, anh không phải lo Đấy và cái kết cho những kẻ mạnh miệng là bị ngã thiệt nha mọi người Trời đó ơi, người ta ngã thì xòe về phía trước đi mình cũng hiểu sao mình ngã kiểu gì mà phòng ba của em lại nện xuống trước mình đau mà thực sự không biết phải nói làm sao ấy. trời điếng người kiểu vậy hai đứa dìu dắt nhau như bệnh viện bé dương cũng bị trầy xứ mình vừa trầy xứ vừa ê mông bé nhìn qua mình chứ bé yêu của em có làm sao không xin lỗi bé nha rồi em đến vỗ mông thương thương em ấy vừa chạm vào là em la làng lên trời ơi đừng có vỗ nữa anh bị đau mông đó không có chịu được lực tay của em đâu Mọi người xung quanh nhìn tụi mình đầy ái ngại luôn Dương ghé vào tay mình xin lỗi với bảo mình nói nhỏ lại đi Đông người mấy cũng biết ngại chứ bộ Ngại gì nữa bà Bà vỗ đạo tôi công khai hoài mà Giờ còn ngại Thừa thải ghê Về nhà mình nằm úp người xuống Em xoa thuốc Rồi cứ bảo là xót quá Đào này bị tổn thương xót quá Chứ không hề sót mình nha mọi người Rồi không biết em yêu mình vì đào mình hay là vì mình nữa Rầu ghê á mà sự tích đó sờ đào công khai chưa dừng lại ở đó đâu một hôm á hai đứa mình đi công viên em là gái nhưng mà âm mưu lắm cứ kéo mình á vào chỗ ghế đá tối tối á rồi ngồi hả nói phé ăn vài cái chân gà xương xương rồi trong không khí ám muội bé dương nhà mình nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nhưng vừa chuột chuột được một phút thì tay em ấy đã xà xuống đào bóp một cái thật là mạnh rồi mình giật bắn mình nhắc nhở nè 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 có cái tay cái tay em máy bỏ ra đựng phút nha đến lúc ôm mình thì lại tiếp tục nắng nắng mình đấu chịu được bỏ em ra Ê, cái tay của em nha, em bỏ đi, cứ định làm như hoài hả? Đau là đất nặng hả gì? Nắng bớt cái chi chi hoài vậy? Em cười cười nhưng mà tay vẫn không rời, lúc này có ông bác đi thể dục qua. Nè, nơi công cộng đừng có làm linh tinh nha, thích thì tìm chỗ kín đáo nha, riêng tư mà làm chứ, trẻ con giờ bậy quá. Mình ngưỡng chính mặt luôn mọi người, kéo em rời khỏi công viên, để lúc về nha, em ấy vừa lái xe vừa đề nghị chứ. Anh cũng nghe rồi đó, vừa nãy bác bảo thích tìm chỗ nào riêng tư, kín đáo mà làm kìa. Hay là mình tìm chỗ riêng tư anh nha Rồi lại ủ mưu nữa đó Mình từ chối ngay vào luôn Con gái gì mà kỳ trời Mấy vẫn đánh lái nhưng mà mình bảo mình dỗi khóc ra đây đấy á Thì em mới chịu cho về nhà trọ Chào tạm biệt Vẫn là vỗ đào cái bóp quen thuộc à, Dù bị vỗ 3 năm cũng chưa quen lắm Nhưng mà thôi đào anh đây Em cứ vỗ thoải mái nha Dương Đừng vỗ người khác là được Anh buồn đó Em tên là Thanh, Em 20 tuổi hiện đang là sinh viên. Chuyện là em có quen một anh hơn em 7 tuổi, anh tên Hiếu. Tụi em quen nhau qua phở bò, nói chuyện vài hôm mới biết là đồng hương của nhau. Không những thế, nhà tụi em chỉ cách nhau 5km. Anh thấy vậy mới có đôi lời tán tỉnh em. Lúc đầu em cũng hơi ngại vì anh không phải gu của em. Em chỉ thấy thích mấy anh cao to thôi, còn anh chỉ cao hơn em 5cm thôi à. Mà anh cứ có mấy lời mật ngọt quá, đứa mới lớn như em sao chịu nổi. Thế mà chỉ trong hai tuần em đổ ảnh đứa đường luôn. Giờ với em chiều cao không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện em có người yêu cũng đâu có gì để lên đây kể đâu đúng không? Kịch hay còn ở phía sau cơ. Cũng như Bill, bao nhiêu chàng trai khác. Lúc mới quen anh yêu chiều em hết mực. Dẫn em đi chơi, đi xem phim. Dành thời gian rất nhiều cho em. Khiến em hạnh phúc lắm mọi người ạ. À. Em nghĩ rằng chắc đây là chàng hoàng tử trong mơ của em rồi. Tình đẹp chỉ được 3 tháng. Đến tháng thứ tư Em từ cô chúa được anh nâng niu, giờ lại thành như đứa người hầu suốt ngày bám víu lấy anh. Em cũng cảm nhận được, dường như anh đã hết yêu mình rồi. Thứ tình cảm ban đầu của anh cũng chỉ là nhất thời thôi. Thứ anh ấn tượng với em, cũng vì em cùng quê với anh, và em cũng biết em còn trông rất giống người yêu cũ của anh nữa. Nhưng lúc đó vì yêu anh, nên em cũng nhắm mắt bỏ qua. Chắc thấy chuyện tình cảm đang đến hồi kết, nên anh có bảo em, anh chán rồi. Em làm gì cho anh hết chán đi hay là mình thử quan hệ cho tình cảm lên lên xíu em ạ. À. Anh đột ngột nói lời như vậy khiến em có chút khó chịu vì em không thích chuyện đó. Em nói với anh em muốn dành cho chồng của em người sẽ lấy em làm vợ. Anh nghe thế cũng đành im. Em tưởng sẽ xong rồi không ngờ mấy ngày sau đó anh cứ nũng nịu với em dỗ ngọt em dẫn em đi chơi nhiều hơn trước nhưng tất cả chỉ muốn dụ được em lên giường với anh. Anh cũng bảo là yêu nhau mà không làm gì thì chuyện tình cũng không đến đâu. Lúc đó em cũng mù quáng nghe mấy lời đó. Em còn suy nghĩ biết đâu Mình cho anh ấy, anh ấy sẽ trân trọng mình Em cũng bắt đầu lung lay rồi Anh cứ đối xử tốt với em như thế khoảng một tháng Thì anh hết kiên nhẫn Em cho anh đi Anh hứa sẽ lấy em không để em thiệt thòi đâu Anh hứa sẽ trân trọng em nhiều hơn mà Thế là bức tường của em xây dựng đã sụp đổ Thấy em ngu không Em tin anh ấy sẽ lấy em, sẽ yêu em như lúc đầu Trời ơi, nào có ngờ con người của anh ấy rẻ trách đến vậy Sau khi lấy của em vẻ mặt anh nghiêm trọng hỏi em Em mất rồi à Sao anh không thấy máu? Hỡi em đâu có khó đâu mọi người Em cố giải thích rằng em không có ai trước đó Nhưng anh vẫn một mực không tin Mà kể cả không có thì sao ạ à? Chẳng lẽ bởi vì cái mạng vô danh mà anh lại rủ bỏ hết tình cảm Cứ thế vài tuần sau em phát hiện anh ta cấm sừng em Anh đang mập mờ với cô gái được bạn anh giới thiệu Bạn của anh ấy biết em và anh quen nhau Vậy mà vẫn ghép đôi anh với người khác Em không hiểu nổi anh ta chơi với loại người gì nữa Em hỏi thì anh ta một mực chối được Rồi sau đó chia tay với lý do em không còn trinh trắng khi đến bên anh ấy Nghe tới đây em thấy điên máu rồi Mà cũng do một phần em ngu mới tin Thứ anh ta nói mới hay chứ Chia tay em xong Anh liền công khai người mới Và nói rằng em cấm dừng anh ta Rồi giả bộ ngây thơ Dù bản thân không còn trong trắng Không dừng lại ở đó Anh ta còn đi kể với bạn bè Đã chén em ra sao nữa Nó kinh tởm ở mức độ đó luôn ấy Ôi em không ngờ Người từng yêu em Coi em là tất cả Có thể làm những chuyện dơ bẩn đối với em Em block hết tất cả liên quan đến con người tệ bạc đó Giờ đã 5 tháng kể từ ngày chia tay, em cũng đã có một anh người yêu mới xịn sò hơn nhiều. Biết hết quá khứ của em mà vẫn chấp nhận yêu em như công chúa. Còn người yêu cũ em á, em nghe đâu bị cô gái may mắn đó chia tay, nên giờ đang muốn quay lại với em đây này. Hôm trước còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe em cơ, quý gió à. Nhưng mà con này méo cần, lẽ ra từ đầu em nên chọn anh đẹp trai cao to hơn là một thằng đi với nó em chả dám mang câu gót. Đúng gieo nhân nào gặt quả nấy, em cầu cho nó méo được hạnh phúc ngày nào. Từ nhỏ thì mình đã có năng khiếu hội họa rồi. Năm mình lớp 10, cô Vân, giảng viên mỹ thuật trên Hà Nội, về quê mở một lớp dạy vẽ mà miễn phí ở trong hè. Tất nhiên, một đứa đam mê vẽ như mình thì không thể nào bỏ qua được. Trong lớp học nha, mình thấy có một anh khá là kỳ lạ. Anh tên là Vũ, hơn mình 2 tuổi, ở cùng xã với mình luôn. Đến lớp thì anh luôn làm lì, không nói chuyện với hái trớn mọi người nhà nói nha anh không có bố mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn luôn có lẽ vì thế anh luôn sống thu mình với mọi người xung quanh mình rất thích trai anh vẽ luôn mình lấy cớ làm quen với anh rồi nha dần dần anh đã nói chuyện nhiều hơn không còn lạnh lùng như trước nữa hai đứa càng thân thiết và mình bắt đầu thích anh rồi hôm đó là buổi học cuối cùng mình tính sẽ bày tỏ với anh thế nhưng mà anh lại vắng mặt có mọi người lúc về nhà mình thấy nhà bác mình bên cạnh rất là đông người hình như là có chuyện gì đó thì phải mình nghe mẹ kể bác vừa tìm lại được con trai tức là anh họ mình mất tích từ lúc còn nhỏ cuối tuần á hai bác đó nãy về chào hỏi anh em nội ngoại luôn ngay khi anh xuất hiện mình đứng hình mất vài giây anh họ thất lạc mấy lâu nay của mình chính là anh vũ luôn như phim ha người mà mình đang thầm thích đó mọi người anh nhìn thấy mình liền tránh mặt đi chỗ khác nhưng mà cũng không giấu được khuôn mặt buồn bã gia đình bác mình đã luôn tìm anh khắp nơi nhưng mà không ngờ anh ở ngay trong xã rồi tháng trước bà nội mình tình cờ nhìn thấy anh đang giúp mẹ nuôi bán hàng ngoài chợ bà nhìn qua đã thấy giống bác mình rồi lại còn có vết bớt trên tay nữa chứ sau đó hai gia đình gặp mặt nói chuyện kết quả là adn đúng như những gì bà nghi ngờ luôn nghe nói mẹ anh đang bị bệnh nặng gia đình bác mình sẽ chi trả mọi chi phí chữa trị mẹ nuôi anh đang nằm viện nhà thì cũng không còn ai anh miễn cưỡng dọn qua nhà bác mình sống từ đó chúng mình thường xuyên gặp nhau dù không nói ra nhưng mà có lẽ hai người tự hiểu những gì người kia đang nghĩ bản thân mình quyết định gạt đi những tình cảm nhất thời ấy để giữ mối quan hệ anh em họ với anh. Cuộc sống của anh đã có nhiều xáo trộn rồi, mình không muốn làm anh phải bận tâm thêm nữa. Một thời gian sau, mọi chuyện dần ổn định hơn. Mình thấy trong tất cả anh chị em trong gia đình thì anh vẫn có chút gì đó cưng chiều, bên vực mình hơn. Có lần mấy anh em vào phòng anh chơi bài thì mình thấy có một bức tranh đã được anh che lại bằng tấm vải trắng. Thế tụi mình tò mò, anh có gọn sang góc, anh bảo tấm đó anh đang vẽ, vẫn đang vẽ luôn, khi nào hoàn thành mới cho mọi người xem được người biết ông gần đây bệnh tình của mẹ nuôi anh chuyển biến rất là xấu đã là giai đoạn cuối cho nên mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian thôi hai tuần trước thì mẹ anh mất gia đình bác đã lo hậu sự chu đáo cho mẹ nuôi anh còn anh á lúc nào cũng thất thần như cái xác không hồn người gầy đi hẳn luôn chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra với anh mà dù rất là thương anh nhưng mình không biết là phải làm gì khác giờ nữa bất ngờ hôm qua anh tặng mình một món quà sinh nhật đó là một bộ màu vẽ mình đã thích bấy lâu nay Trời ơi, mình cảm động lắm mọi người, không nghĩ là anh nhớ tới sinh nhật mình luôn á. Mình cứ tưởng anh đã nguôi ngoai nỗi buồn phần nào rồi. Nhưng mà sáng nay, khi mình đang say giấc thì bị tiếng bác gái đánh thức. Thằng Vũ bỏ nhà đi rồi anh ơi. Anh dọn hết quần áo đi rồi, chỉ để lại cho mọi người một bức thư. Anh xin lỗi hai bác vì đã phải trở thành một người con trai bất hiếu. Anh sinh ra vốn không thuộc về nơi này. Anh muốn đi một nơi thật xa để suy nghĩ, nhìn nhận về những chuyện đã xảy ra. Mình chạy vào phòng anh, chỉ còn thấy lại bức tranh dưới tấm vải trắng kia không thể nào kiềm chế mình lật tấm vải ra trong tranh á, là hình ảnh một chàng trai đang cầm bút vẽ tranh với nụ cười tươi ở trên môi không ai khác đó chính là mình phía sau khung ảnh còn có vài dòng chữ anh nói anh có tình cảm với mình nhưng mà hai đứa mình đều là nam lại còn là anh em họ chắc chắn mọi người ở quê sẽ không chấp nhận điều đó đâu thậm chí mọi người còn cho rằng thứ tình cảm đó là trái luôn thường đạo lý nữa mà anh không thể nào che giấu tình cảm với mình vì vậy anh quyết định rời đi để anh không còn phải kiềm chế đau khổ mỗi khi nhìn thấy mình nữa mọi người biết sao mình ôm mặt khóc như mưa thì ra mình chính là nguyên nhân khiến anh quyết định rời đi đó anh rời đi nhanh quá chẳng nói trước cho mình một lời nào hết trơn mình cũng muốn thổ lộ rằng mình rất là thích anh dù mình biết thứ tình cảm ấy không có được phép Bây giờ anh vì mình mà rời đi như vậy Mình thấy có lỗi với anh rất rất là nhiều Có lỗi với cả gia đình Mình không biết phải tìm anh ở nơi nào Liệu mình và anh có thể gặp nhau lần nữa Liệu còn có một ngày nào đó Chúng mình được bên nhau Nhưng mà không phải với tư cách là anh em họ Mà là hai người thật sự yêu nhau không mọi người Mọi người nghĩ sao về câu Con gái cần sắc không cần tài Con em họ mình mới 18 tuổi đầu Mà nó đã, đã có một suy nghĩ lệch lạc như vậy rồi đó thiệt hết đường nói để mình kể tường tận chi tiết cho mọi người nghe chuyện là con em họ mình năm nay chuẩn bị thi vào đại học cùng lứa với nó mấy đứa đang bận tối mắt tối mũi vùi đầu vô sách hoặc nghiên cứu và định hướng chọn trường đại học thì nó cứ dững dưng như không nó không biết rằng chỉ vài tháng nữa thôi con đường tương lai của nó có thể trẻ hướng hẳn mẹ nó thì cứ thúc giục nó ăn học đàng hoàng sau còn đậu trường tốt nhưng nó thì tuyệt nhiên chả mấy quan tâm đã thế nó còn đáp dững dưng con lớn rồi có định hướng riêng của con chứ dăm ba cái đại học học xong nó cũng chả khá lên nổi nghe nó nói vậy thì mẹ nó cũng buồn xong nó cũng cố gắng thủ thỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng nhưng nó kiểu vô phương cứu chữa rồi sau bao lần không thay đổi được suy nghĩ nó mẹ nó nhờ anh chị em họ hàng mỗi người một câu thông não hộ tìm hiểu mới biết nó có quan niệm là con gái chỉ cần sắc không cần tài mình mới lân la hỏi xem sao nó lại có quan điểm như thế nó mới đáp con vân bạn em trông chả xinh gì mấy nhưng biết ăn diện gặp đúng một anh người yêu cương chiều đúng là chuột xa hủ nếp Vợ em xin sẵn rồi Chỉ cần ăn diện trang điểm lên Thì lúc đó khối anh theo mà chu cấp Chả cần làm gì sức Ôi nghe xong em bật ngửa luôn Hóa ra ẻm ta suy nghĩ kiếm tiền Theo cách không ai đỡ nổi Nó nghĩ các anh trai ngoài kia dễ dàng chi tiền cho nó Vì nó có nhan sắc xinh đẹp thôi Nó không lường trước được rằng nhan sắc Sẽ tàn phai theo thời gian Mà tính đàn ông đa số là cả thèm chống chán Rồi chắc nó cũng chưa nghe Mấy cái vụ liên quan đến bé đường với ba đường này Thêm đánh ghen này nọ nữa Chắc nó chưa nghĩ tới, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mình nhăn mặt hỏi nó thế, tính làm búp bê trong tủ kính cả đời hay sao? Nó liền đáp thì đã sao, miễn sao có tiền mà tiêu là được. Tất thảy mọi người đều phản đối kịch liệt, nhưng nó vẫn đinh ninh cái quan điểm của nó là đúng. Nó còn coi cái con mai đầu sớm là hình tượng, không cần học hành giỏi giang gì. Nhưng cứ chồng nước ngoài một năm mà gửi tiền về cho cha mẹ xây nhà, đã thế còn ăn sung mặt sướng. Thế là như mọi người lường trước, nó rớt đại học Do làng sớm dị nghị nên nó bỏ quê lên phố làm Và ở với thằng người yêu nhà giàu Ôm giấc mộng không làm gì mà được cưng chiều giàu sang Được đâu đó tầm 6 tháng Nó ôm cái bụng bầu to chẳng về quê khóc lóc với cha mẹ Xin cha mẹ tha thứ Cho nó với con nó được về nhà ở Vì hẳn giờ nó đâu còn trốn dung thân Thằng bạn trai hay tin nó có bầu bỏ chạy mất dép Liên lạc không được Cha mẹ nó cũng hết cách Sợ hàng sớm dị nghị nên đành dẫn nó về tận quê thằng kia Thì thật không ngờ Cha mẹ thằng kia cũng phủi tay nghi vật chắc gì là giống nội nhà này thứ con gái ăn bám chả làm trò trống gì thì trong lúc con tôi nó đi làm nó cặp kè bao nhiêu thằng sau mà con tôi kiểm soát được nghe mà xót xa thay cho cha mẹ nó từ một đứa con gái xinh xắn trong làng nay vì suy nghĩ lệch lạc của cái tuổi mới lớn mà dở dang cả tương lai phía trước không nghĩ thế nó còn để cha mẹ thằng kia mắng giết vô mặt cha mẹ nó nó đâu một chứ làm cha làm mẹ nghe người ta nói cục vàng của mình như thế là xót xa mười đó có phải khổ không? Tự mình trước cực vào thân, giàu sang đâu không thấy, chứ thấy nó sau này là phải ôm đứa con nhỏ nheo nhóc, không bằng cấp, không công việc, thì lấy gì mà bỏ vào miệng chứ đừng nói là nuôi đứa bé. Trời ơi, em ơi đừng có tin, nó lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi. Đấy, cứ mỗi lần mình mong men lân la đem đồ ăn thức uống qua tán tỉnh anh khánh chủ tòa chung cư mình đang ở thì mọi người lại huýt sáo trêu vậy eo ơi gì mà trêu phải đúng chứ đẹp trai phong độ giàu có như anh khánh mà lấy vợ ở quê mình nghe khéo mình cười cho đúng không chào các bạn mình là quyên đời mình có mỗi ước mơ lấy chồng giàu mà khổ nổi sáng đi làm tối về ở lì văn phòng tận 8 tiếng lận thì gặp người giàu ở đâu cơ chứ vậy nên em 27 em 7 tuổi mình vẫn cô đơn lẻ bóng nha Ấy, cứ như vậy cho đến khi mình gặp anh Khánh Anh Khánh là chủ tòa chung cư mini mình đang thuê Và có vẻ còn làm chủ bài tòa nữa hàng sao á Hồi đi tìm nhà thì gặp anh cho thuê Sau khi thấy mình không ưng anh bảo chứ Anh còn vài tòa nữa, nhu cầu của em như thế nào để anh tư vấn Thôi, không nói nhiều mình chốt luôn trời đất ơi Và trong anh Khánh đẹp trai lắm Kiểu phong trần lãng tử nhưng mà gu ăn mặc vô cùng là trẻ trung thì cái nha là đúng kiểu con nhà giàu nhưng mà ưa tự lập Hết ý, này thì lấy về chẳng phải sợ mẹ chồng luôn Thế là liên tục cả kháng trời, hôm ấy thì mình hỏng cái nọ, hôm thì không biết sửa cái kia, rất phiền, rất nhiễu, nhưng anh không hề cáo nha, hôm nào anh cũng nhiệt tình giúp mình trơn. Mà mình nha, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, à, chuẩn mực người vợ tương lai mà mọi người. Rồi, đó sau vài lần cũng gọi là thân quen đi, mình bắt đầu lân la nấu cơm, pha trà, mời anh, coi như là cảm ơn anh đã giúp mình. Lúc mình đem đồ tặng anh, mấy thằng ở tầng dưới lại huyết sáo triệu chứ, em ơi, đừng tên nó lừa đó, nó nhà quê có vợ rồi nha. Bố bọn thần kinh cứ tưởng tượng ra May mà mình không có tin đó Mà anh Khánh lúc nào cũng lịch sự Giữ khoảng cách với mình Rất là dữ luôn nha mọi người Đúng chuẩn nhà giàu luôn á trời Mấy lần mình cũng ngỏ ý Nhưng mà ai Người giàu sắc đá quá mọi người ơi Cứ từ chối miết à May quá Có hôm ăn tất niên cả tòa Lúc ấy mình say Say nhưng mà mình vẫn nhớ nha Mình qua chỗ anh tỏ tình Trời ơi, cái bạn bên là điệp khúc quen thuộc. Em ơi, đừng có tin nó lừa đấy. Nó nhà quê có vợ rồi trời chắc là do say mình cũng nóng gào lên em không quan tâm em thích anh khánh cơ ừ thì sau đó dù không ai nói ra nhưng mình với anh khánh coi như cũng xác nhận quan hệ thi thoảng tối anh lên phòng mình a à, hi hi mà nhá muốn nhận lại thì phải biết bỏ ra chứ mọi người với người giàu tiền không quan trọng cho nên mình cũng phải tỏ ra như thế không những không xin tình anh mà còn hay mua quần áo tặng anh món quà đắt nhất mình tặng anh á, là vỏ quà hai cũ để tết anh mang về nhà chưa kể nha có lần á, anh có tiền trong tài khoản muốn đổi tiền mặt mình đưa cho anh năm cũ không nghĩ suy còn không nhận chuyển khoản trời tình yêu mà mọi người để theo đuổi giấc mộng hào môn mình đốt hết tiền tiết kiệm luôn rồi nhưng mà nhìn đến sổ đỏ tính bằng cân mình lại thấy đáng nha ôi mấy tòa chung cư ấy trời vậy mà năm ngoái vừa ra tết mình lên á, thì không thấy anh khánh đâu nữa gọi điện cho anh thì anh trả lời như thế À, chủ nhà mới xây thêm mấy tòa chung cư mini ở Hà Nam, quê anh. Anh là người có kinh nghiệm cho nên được phân về đấy quản lý trước. Với cả chỗ này gần vợ con anh, cho nên chắc anh không lên Hà Nội nữa đâu. Chứ vợ con anh ở nhà nheo nhóc, mình đi xa cũng nóng ruột cái mà. Cảm ơn em thời gian qua chăm sóc cho anh nha. Tút tút tút. À, ơ à, kìa, là như thế nào? Chủ nhà có phải là anh hay là ai nhỉ? Lại còn cả vợ và con. Ơ à, ơ à, à, trời, mình không cam lòng. Lật tung cả tòa lên hỏi. Mọi người ấy cũng nhìn mình vén mắt thương hại. Đấy, hỏi một hồi mới nhận ra anh Khánh chỉ được thuê về quản lý mấy cái tòa nhà Ê, tưởng là mỗi vàng mà Đã thế nha, nghe đâu mọi người, số tiền anh cần đổi là để về đưa vợ tiền mặt đi xì nữa chứ Cây chưa Ai, ai giúp mình đổi lại tiền được không ạ à? Mình đi làm bao năm tiết kiệm được ít tiền mà nuôi cái mỏ kia hết mẹ rồi cay quá